Diễn tập chữa cháy rừng vừa được huyện Xuyên Mộc tổ chức tại xã Bông Trang. Đây là buổi diễn tập quy mô trên nhiều phương diện trong năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, của các lực lượng chuyên trách, của từng cơ quan tổ chức doanh nghiệp, người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của huyện Xuyên Mộc tập trung vào hai nội dung: vận hành cơ chế báo cháy, thông tin liên lạc khi có xảy ra cháy rừng. Tình huống diễn tập đặt ra: đám cháy đang lan rộng ở khu vực giáp ranh với khoảnh 1 tiểu khu 17 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp quản lý. Đội trưởng đội sản xuất số 1 tổ chức lực lượng phương tiện tiếp cận hiện trường. Trong điều kiện gió đông bắc thổi mạnh, tàn lửa bay nhiều, đội trưởng tiếp tục báo cáo cho ban giám đốc công ty, ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững xã Bông Trang yêu cầu hỗ trợ. Hạt kiểm lâm và xã Bông Trang chỉ đạo các lực lượng địa phương tham gia hỗ trợ chữa cháy, đồng thời cũng đến hiện trường trực tiếp chỉ huy. Tình huống diễn tập thứ hai là phối hợp các lực lượng chữa cháy tại hiện trường và người chỉ huy cao nhất của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành họp hội ý để xác định tình hình, thống nhất phương án chữa cháy, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Qua diễn tập này thì nhận thấy là thứ nhất là cái thông tin liên lạc, cái trang thiết bị thông tin liên lạc, các lực lượng đã đánh giá là vẫn còn hạn chế, vẫn còn lạc hậu, chưa đáp ứng được cái yêu cầu của cái công tác chữa cháy. Thứ nữa là về các trang thiết bị thì vẫn còn ít và vẫn còn thô sơ. Nắng nóng, thời gian huấn luyện ngắn, yêu cầu xử trí nhanh, chính xác, cơ sở vật chất phục vụ phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Song với trách nhiệm cao, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng con người và phương tiện cũng như tài sản nhân dân. Qua diễn tập cũng cho thấy, một số lực lượng còn lúng túng, chưa nắm chắc tình huống, báo cáo tình huống chưa sát, còn phụ thuộc nhiều vào kịch bản. Hôm nay về cơ bản thì nó cũng đã hoàn thành được cái nội dung cái chương trình đề ra. Tuy nhiên về cái vị trí mà để chọn cái diễn tập thì nó khác so với cái tình huống mà nó xảy ra. Cũng còn một số mặt cái hạn chế, như là khi mà bị cái tình huống giả định, cái tình huống mà khi mà có cái lực lượng mà tham gia phòng cháy là bị ngạt khói thì di chuyển để mà ra khỏi cái khu vực để mà cho nó an toàn thì nó cũng chưa có thực sự là đúng theo cái mục đích yêu cầu. Diễn tập chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân và các chủ rừng, đặc biệt là một bộ phận dân cư sống gần rừng. Đây cũng là dịp rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng sát thực tiễn, đẩy mạnh thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương.